Hôm nay tớ đang ở đây để tham gia một trò chơi trên truyền hình các cậu ơi. Đó là trò chơi ai là triệu phú. Mình sẽ trở thành triệu phú khi mà vượt qua được các thử thách của Mr. Beast. Đây chính là hội trường quay hôm nay đây này. Đấy, ở đây còn có cả máy quay này. Máy quay này tí nữa sẽ phát trực tiếp ở trên TV đấy. Các bạn nhớ xem và theo dõi tớ nha. Hôm nay đồng hành với tớ sẽ là bạn Trang, người bạn thân thiết nhất của tớ đến đây và cổ vũ cho tớ. Chào mừng bạn Trang. Xin chào các bạn. Nhưng mà vừa nãy cậu nói gì cơ? Hôm nay cậu sẽ đến cổ vũ cho tớ để tớ vượt qua các cái thử thách ở đây này. Cậu có nhầm không hả Nhím? Hôm nay tớ cũng đến để tham dự trò chơi mà. Tớ có phải là cổ vũ cho cậu đâu. Hôm trước rõ ràng là tớ bảo là cậu đi cổ vũ cho tớ mà, chứ không phải là bảo cậu đến chơi trò chơi đâu. Cậu bảo tớ là đến tham gia trò chơi. Chắc cậu nhầm rồi. Tham gia đây là đến cổ vũ cho tớ thôi. Chứ cậu là con gái, làm sao mà vượt qua được mấy cái thử thách khó khăn này. Sao mà tớ lại không vượt qua được? Trò gì tớ cũng chơi được luôn. Không chơi được đâu, đây á toàn trò mạo hiểm thôi. Chỉ có con trai như tớ mới chơi được. Còn cậu á chơi chắc chắn là sẽ bị loại luôn. Chơi mấy cái trò này á cần phải sự khéo léo. Con trai làm sao mà khéo được bằng con gái, đúng không các cậu? Bạn Nhím á chắc chắn sẽ thua tớ cho mà xem. Thế có nghĩa là cậu cũng đăng ký tham gia chương trình này rồi à? Đúng rồi, tớ đăng ký tham gia từ nửa năm trước rồi đấy. Bây giờ mới có thư mời đến đây. Vô lý. Thôi được rồi, đã thế thì nếu hôm nay đến đây rồi thì bọn mình sẽ cùng thi xem ai tham gia mà vượt được nhiều thử thách nhất không. Tất nhiên là tớ rồi. Các bạn cổ vũ cho tớ nha. Bạn Trang, mã số 02. Các bạn 02. Rút cho cậu nói ít thôi để đó tớ cũng kêu gọi. Các bạn ơi, hãy cổ vũ cho tớ nha. Tớ là mã số 01 nha. Tớ bảo thi trước đây. Here we go. Đây rồi, đây là phần thi đầu tiên của tớ các cậu ạ. Bạn Nhím á, chắc chắn sẽ thua bàn này. Đây, vượt ngục. Tớ tham gia cùng với một bạn nữa này. Đây là đang ở trong ngục. Thử thách vượt ngục. Nhưng mà nhìn kìa, hình như là hai bên nó có hai cái gì. Hình như nó đang càng ngày càng tiến gần cậu. Đúng rồi, nó đang càng ngày càng tiến vào đây. Nếu như mà vào ấy thì là mình sẽ bị nó đâm thủng đấy. Thế thì chúng mình phải mau thoát khỏi cái lồng sắt này. Bây giờ mình sẽ lấy một cái gậy này. Bây giờ là phá. Cậu nhìn phía bên trên chưa? Bên trên là nó sắp bị rỉ rồi. Mình sẽ dùng cái gỗ này để phá đập để cho vỡ cái mái ra. Thủng rồi này các cậu ơi. Đấy, bây giờ đã leo lên dây và trốn khỏi cái lồng sắt này. Ủa, bạn kia vẫn chưa trốn được thoát à? Yeah, mình đã trốn thoát và giành được $100 đầu tiên. Trò này quá dễ. Sao bạn Nhím lại vào được cái vòng dễ thế nhỉ? Dễ cái gì, nếu mà cậu bạn Trang ở đấy đảm bảo là bây giờ bạn tớ còn thoát nhanh hơn cậu. Đảm bảo nếu như bạn Trang mà rơi vào tình huống của tớ có mà bị hai cái đấy nó ép bẹp dí luôn rồi. Bây giờ đến lượt cậu đấy, vào chơi đi. Bạn Trang đang ở đâu đây? Trong một cái đường hầm các cậu ơi. Đi về cuối đường hầm xem là nó có cái gì đó. Cái này thì sẽ thử thách gì nhỉ? Tối om om, tớ đang chưa nhìn thấy gì đây này. Hình như ở phía trước có một cái nút bấm kìa. Một nút bấm màu đỏ, chắc là để mở trò chơi đấy. Bắt đầu khởi động. Wow. Gì đây? Một con đường ánh sáng. Ui, đã ơi. Đây là la xe các cậu ơi. Tại sao tớ lại vào cái bàn khó như thế này nhỉ? Nhảy này. Phải vượt qua la xe nếu nhưng mà... Nhưng mà không sao. Tớ là con người cực kỳ khéo léo. Mất máu rồi kia thì khéo léo gì. Mất máu nhưng mà cũng còn lâu mới chết được. Phải nhảy thật khéo léo nha các bạn. Kia. Luồn lách qua các cái thanh laser và tránh các cái vòng tròn này. Lại mất máu thêm rồi kìa. Nhảy. Mất đâu mà mất. Tớ cực kỳ nhiều máu luôn. Hôm nay tớ đi tớ đã uống sẵn một túi máu rồi đấy. Ui kìa, lại mất máu tiếp rồi kìa. Yeah. Tớ đã thoát được rồi. Bạn Trang thoát khỏi trò này còn một tí máu luôn. May mà thoát đây. Trò này đã bảo tôi con gái chơi nguy hiểm lắm, không chơi được đâu. Chơi được hết. Bạn Nhím, bạn nghĩ ai cũng kém như bạn ấy hay sao ấy? Vòng nào tớ mà chả chơi được. Ôi cậu thật tự đi, để tớ bắt đầu tớ vào chơi vòng tiếp theo đây này. Vòng tiếp theo sẽ như thế nào? Đây là đâu đây? Một cái khu rừng à? Ở bên trên cái tảng đá này là một cái túi. Nó ghi là lấy cái túi này để thu thập cái gì đó đúng không? Chắc thế. Không có gì ở đây cả. Lấy cái túi này. Lấy cái túi để đi đâu các cậu nhỉ? Đằng sau có một tảng đá nó đuổi trong tớ này. Đâu? Thì ra cái túi đấy là cái bẫy. Lại còn có đá từ trên trời rơi xuống. Đây như kiểu là một cái núi lửa nó đang sắp vận động ý. Đúng rồi. Mình phải chạy thế nào để tránh những cái chướng ngại vật này. Cây cũng đổ rồi. Phải tránh cái cây này ra.
còn cái gì nữa không? Ui, cái gì đấy? Đá nó chạy, nó phi vào tớ. Ui, nguy hiểm quá, cả những cái trâu này nữa này, không thể đâm được vào mình đâu. Bây giờ mình phải chạy qua cái khu rừng này thật nhanh. Ui, thằng đá nó vẫn lăn ở đằng sau tớ này. Đá ơi, lăn vào bạn nhím đi. Còn lâu nhá. Đâu, chạy tới đâu? À, tới đây là tảng đá nó không đuổi nữa rồi. Mình đang là người chiến thắng. Nhưng mà con đường này nó lại ngắn thế nhỉ? Nó phải dài ra tí nữa chứ. Ngắn gì, nó quá là nguy hiểm luôn đấy. Nếu là bạn Trang á, chắc là mình đang bị tảng đá nó đè bẹp ở trên đầu rồi. Tớ mà như cậu à, có mà tớ về đích từ lâu rồi. Bây giờ đến lượt cậu đi, xem phần thi của cậu là cái gì nào. Here we go. Phần thi gì đây? Ô, đang ở trong một quả bóng. À, tớ biết rồi. Phần thi này là phần thi bóng cười. Các cậu ơi, chúng mình sẽ lăn những quả bóng này về đấy. Đúng rồi, như kiểu là ở công viên ấy, mình chui ở trong quả bóng rồi mình cứ lăn ấy. Đúng rồi, bóng nước đi, cậu đi vườn thú chưa? Bây giờ cậu đi, xem có vượt qua được không. Nhảy lên này. Mình bây giờ mình không đi bằng chân nữa các bạn ơi. Mình sẽ lăn quả bóng này để đi. Kìa. Lặn ra ngoài là tiêu đời, là thua luôn đấy các cậu ơi. Đúng rồi, cái quả bóng này nó nảy đấy các bạn ạ. Nếu mà không cẩn thận là lăn luôn ra ngoài thật. Ôi dồi ôi, cái đường này nó không có thành hai bên. Ôi, thiệt thì nó mới dễ rơi này. Rơi đi. Mà sao cái đường này còn dài hơn cả đường của bạn Nhím ta. Rơi nào. Phải sang trái này. Sang trái tiếp này. Ui, mình lái quá lụa luôn. Lái quá lụa và chuẩn bị rơi xuống hố. Ôi, còn lâu mới rơi xuống hố. Hố trước, cái đường nó còn chạy kìa. Trời ơi, bây giờ đi thế nào nhỉ? Ây, nhảy này. Lên nữa này. Đường gồ ghề rồi các bạn ơi. Gồ ghề không sao. Đường cong tôi còn lái được nữa là đường gồ ghề. Lên nữa này. Nhảy lên nữa này. Nhảy lên mấy bậc nữa này. Quá nét luôn. Thua chưa? Thắng rồi. Đâu, chưa đâu. Sang trái, sang trái, sang phải. Tí thì chơi các cậu ơi. Chả lăn ác quét nhỉ. Cái đường này lại dài thế nhỉ. Đường này của bạn Trang chưa vượt qua thử thách à. Phải dài gấp mấy lần đường của mình luôn. Đấy này. Cái lỗ, phải tránh cái lỗ này đúng không? Đấy. Không, cậu nhảy xuống hố đi. Cậu à, có mà cậu nhảy xuống hố. Kìa. Bạn định gài bẫy mình các cậu ơi, nhưng mà rất may tớ rất tỉnh táo. Ui, phía trước còn có mấy cái con đường mà nó cứ chạy ngang chạy dọc kìa. Rồi mấy cái ván này nó cứ sang phải sang trái, đứng nghiêm cho người ta đi. Nhảy lên nữa này. Quá nét luôn. Úi giời. Này, bây giờ là bạn trong quả bóng này đi còn dễ hơn. Làm sao đấy? Ôi, thắng rồi. Nhưng mà bạn Trang vẫn thắng được cái trò này khó phết đấy. Bây giờ đến lượt tớ này, tớ là ải gì đây? Mình người ta bảo là cái này có thể là cái thử thách dễ nhất này. Thử thách dễ nhất á? Bây giờ chỉ được nhảy lên mấy cái tấm này thôi này. Đấy, nhảy lên những cái bên mà có cái thiệp đây này. Ôi trời ơi. Quá là dễ luôn, nếu mà nhảy vào. Trời ơi, con nít nè. Cái này em Cam cũng chơi được. Không công bằng. Xong rồi à? Nào bây giờ bạn sẽ phải lựa chọn like hoặc là dislike. Cái trò này nó dễ thế này thì phải like thôi chứ cần dislike gì nữa đúng không các cậu ơi? Dislike. Không công bằng gì cả. Ấn like. Đã tham gia thử thách thì phải thử thách khó chứ đúng không các bạn? Yeah, thế là $100 nữa, quá là đơn giản. Hình như tôi thấy có sự không công bằng ở đây. Tớ thì toàn trò chơi khó, trong khi đó bạn Nhím thì toàn trò chơi dễ thôi. Trò của cậu tiếp theo là trò gì xem nào? Trò này ở biển các cậu ơi. Ở biển á? Trời ơi, mình không biết bơi các cậu ơi. Ôi giời ơi, thì còn quá kém luôn. Thế thì làm sao mà bạn Trang vượt qua được trò này được? Cậu bảo với ban tổ chức đổi lại vòng thi cho tớ đi. Trò này là cậu sẽ phải nhảy xuống đây này, sau đó mở các cánh cửa này. Mở bằng mật mã. Đấy, mật mã nó sẽ hiện lên trước này. 1658. Kia, nhớ chưa? 1658. Đấy, thế là đúng rồi. Ui phải nhớ các con số để đi sang đúng không? Trò này nhớ số thì quá dễ đối với mình. Thế nhưng mà các bạn ơi, bạn Trang ấy, bạn ấy ngốc lắm, bạn ấy hay quên lắm. Nhảy xuống tiếp. Cánh cửa thứ hai đây à? Về. Amazing. Cậu toàn nói xấu tớ nhỉ? Để tớ xem, cậu 9, sẽ... 2, 5, 7, 9. 9, 2, 5, 7. Được đấy, mở được hai cánh cửa rồi đấy các cậu ơi. Bơi ngược lại kìa cậu, để đã bảo là bơi kém rồi mà này. Đấy, phải gạt cái nút kia kìa. Gạt nút này. Ấn nút để cho nó gạt xuống thì mới mở được cánh cửa tiếp theo. Ôi, cái trò này vừa khó lại còn vừa lâu nữa. Bây giờ cánh cửa tiếp đi. Cánh cửa tiếp theo bấm vào đây. 4, 6, 2, 5, 1.
5 con số liền này. Đúng rồi, lần này là 5 con số rồi. Hả? Số cái gì nhỉ? 4, 6, 2, 5, 1, 6. À, vẫn đúng rồi. Còn một cánh cửa nữa thôi các cậu ơi. Bây giờ mình phải quay lại đúng không? Đúng rồi, phải quay lại và lại ấn nút một lần nữa để cánh cửa mở ra. Ui, bạn trai mà không có mình trợ giúp có khi thua từ lúc nãy rồi. Cậu nói nhiều quá. Thế được rồi, lần này tớ không nói nữa, cho cậu chơi một mình. Chỉ vì bây giờ mình bị bấm vào đây đúng không? 5, 9, 7, 1, 6. 5, 9, 5, 9, 7. Cái gì nữa? 6 này, 1 này. Đúng không? Ôi, thua rồi. Gốc đấy chưa? Bạn đấy à, phải là 5 9 7 1 6. Bạn Trang này là 5 9 7 6 1. Thế là tớ bấm lộn à? Đấy, số 1 giời. Số 6 là phải đổi cho nhau đúng không? Đấy chưa, không có tớ trợ giúp ăn là cậu thua luôn. Cậu làm sao vượt được qua cái trò đấy được? Không công bằng. Sao lại không công bằng cái gì? Bởi vì trò đấy của tớ quá khó luôn. Ôi giời, có mà các cậu chỉ nhớ quá kém ý. Bây này, bây giờ nhìn xem tớ tham gia thử thách gì tiếp theo đây này. Thử thách của mình là cái gì đây? Ôi, lại nào ở trong ngục à? Có một cái cửa rất lớn và một cái đèn rất là xung quanh là tối đen luôn. Cửa này là cửa sắt đấy. Amazing. Rất là chắc chắn luôn. Bây giờ là mình phải vẽ cái bánh và dùng cái bánh để mở những cái cánh cửa này này. Vẽ cái bánh ấy. Cho này như kiểu là trò chơi con mực ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ xem nào. À, đây là bánh đường này, mình sẽ phải vẽ cái vòng xanh xanh này theo để cho không làm vỡ bánh. Nếu mà chạm vào bánh là sẽ bị vỡ bánh, là sẽ bị thua đấy. Đấy. Trò này cần sự khéo léo. Mình không mạnh lắm. Được rồi, để xem nào. Vẽ, ôi, vẽ cũng dễ phết nhỉ. Vẽ nhanh nhanh xem nào. Này thì ai chả vẽ được. Ui, chạm vào bánh cái là nó nứt luôn này. Phải vừa bơi vừa nhớ như tớ vừa nãy mới khó chứ. Sao lại nhím toàn vào vòng vẽ thế? Để tớ làm nào. Ui, may quá cái bánh này không bị vỡ. Một cái nha. Đặt bánh vào đây để scan để mở cửa này. Xong rồi thế nào nữa? Ok, ba cửa. Lại đến vòng tiếp theo à? Mỗi một cửa là mình sẽ phải vẽ một cái miếng bánh khác nhau à? Ôi, bánh này bánh tam giác. Tam giác nó là đường thẳng thì chắc chắn là sẽ dễ hơn là hình tròn rồi. Bây giờ cậu thử vẽ cho nó vỡ đi xem có chuyện gì xảy ra. Không, vẽ vỡ là thua đấy. 3 lần là vỡ đấy, là thua đấy. Hình tam giác này quá là đơn giản. Ok, ok. Mở cánh cửa tiếp theo nào. Ui, vẫn còn, vẫn còn. Hình như là hình gì đúng không ạ? Không, xem cái này là hình gì nào. Hình ngôi sao. Ôi, hình ngôi sao bắt đầu khó hơn rồi đấy. Rất nhiều những đường lắc léo. Đúng rồi, trò này phải cẩn thận này. Không sao. Ui, chạm vào bánh rồi. Đúng rồi, làm miếng bánh vỡ ra đi. Nhím ơi, nhím ơi, nhím ơi. Tập trung này thật là cẩn thận. Nứt 2 lần rồi, chỉ cần 1 lần nữa thôi là bạn nhím sẽ thua giống tớ. Cẩn thận nào. Ui trời ơi, bánh vỡ rồi. Tớ đã bảo rồi mà, trò này khéo léo và tinh tế, chỉ có tớ mới vượt qua được thôi. Mấy cái trò mà thử thách mạo hiểm thì mình vượt qua dễ, nhưng mà mấy cái trò đòi hỏi sự khéo léo thì lại không phải là thế mạnh của mình các cậu ạ. Thế là thua mất một vòng rồi đấy này. Xem được rồi, bạn Trang xem vòng tiếp theo của bạn bây là gì. Bây giờ đến lượt vòng này tớ sẽ phục thù chiến thắng bạn nhím. Để xem vòng này của tớ là gì nhé các bạn ơi. Ngầu đấy. Ra gì đấy? Vượt qua những cái rìu khổng lồ và những cái máy chém tử thần các cậu ơi. Đây là một công trường xây dựng và đang ở trên độ cao rất là cao. Bạn Trang lại chuyên sợ độ cao các cậu ơi. Sợ là một chuyện nhưng mà vượt qua thử thách là chắc chắn sẽ vượt qua được. Phía trước là những cái rìu rất là sắc. Bây giờ nhá, chuẩn bị điều khiển này. Các cậu nhìn tớ này, vượt qua thử thách rất là nét luôn. Đi chậm thôi nhá, nhẹ nhàng thôi. Dìu đâu, nó phi vào đi, phi vào đi. Phi vào bạn nhím đi nào. Tiếp theo là những cái súng bắn bóng. Nó sẽ đẩy người của bạn Trang xuống dưới đất. Nào, bắn vào đi, bắn vào đi. Không bao giờ. Úi giời. Ơi, bị ăn một quả bóng đó. Nó đẩy người cậu về phía sau luôn. Hóa ra là quả bóng đấy nó đẩy tớ về phía sau à? Lại phải chạy lại lần nữa à? Đúng rồi, phải chạy lại lần nữa. Úi giời, Dìu ơi, đá văng xuống đi nào. Nhảy. Lần này mà cậu một lần nữa là cậu sẽ bị loại luôn đấy. Đừng để bị bắn vào nha. Đấy. Ui giời ơi. Phía trước cú đấm tử thần. Cú đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Đấm đẹp gì. Đấm mạnh nhím nha, đừng đấm mạnh Trang. Tiến lên tiếp. Ui giời ơi. Nó phụ phù hộ đấy. Vượt qua được rồi. Yeah. Bấm nút chiến thắng này. Vậy là hôm nay mình đã vượt qua rất nhiều các thử thách của Mr. Beast rồi.
có để thua lần nào không nhỉ? À, thua một lần. Amazing. Đó là lần thi lặn và mở cửa. Chỉ vì trí nhớ của tớ hơi bị kém cho nên tớ đã nhớ lộn số, nhưng không sao, tớ vẫn thắng bạn nhí. Thắng thế nào được? Tớ hôm nay này, tớ vượt ngục này, tớ chạy núi lửa này, xong rồi tớ còn... Xong rồi tớ vẽ bánh đường, bị vỡ bánh đường luôn. À, thế là tớ cũng thua có một lần thôi các cậu ơi. Ô, thế tưởng bạn nhím còn thua một ván nào nữa chứ nhỉ? Làm gì có xe, tớ thua có một ván thôi, bạn Trang cũng thua một ván. Thế là hai đứa mình bằng điểm nhau. Ui, lại bằng nhau à? Thế nào hòa? Thôi rồi, lần khác bọn mình sẽ thi tiếp.